3 năm trước tại thành phố Kamurocho. Em đến rồi à? Chào anh. Em có hàng chưa đấy? Rồi. Không có khẩu nào là giả cả. Chúng là thứ hạng nặng đấy. Em lấy được thông qua nhà Dojima. Chúng ta có 6 khẩu. Mỗi khẩu chứa 6 viên. Vậy là chúng ta sẽ có tầm 36 phát súng. 36? Thứ này là để triệt tiêu Yoshiharu Ueno và những thành viên của tổ chức COA đi cùng với hắn. Tại sao anh lại muốn gặp tôi tại nơi này thế? Tôi sẽ nói thẳng thắn với anh. Cuộc đột kích triệt hạ Yoshiharu Ueno. Majima, San, làm ơn đừng đến đó. Sao anh lại biết về chuyện đó thế? Anh và Sajima đang có kế hoạch triệt hạ Yoshiharu Ueno, vừa mới mãn hạn tù, đang tới chỗ cửa hàng ăn ramen. Ngày hôm nay là ngày diễn ra kế hoạch phải chứ? Đúng như vậy, nhưng có vẻ như kế hoạch này đã gặp phải rắc rối rồi. Vậy nên chúng ta sẽ có một chút thay đổi nhỏ. Nếu như anh còn tiếp tục cái đó để thực hiện tấn công, nó sẽ gây một rắc rối lớn cho chủ tịch Dojima và cả với Shimano. Hơn nữa, anh trai tôi đã đang ở sẵn đó rồi. Thế anh muốn tôi phải làm cái gì đây hả? Thế ý ông là tôi phải phản bội lại người anh em ruột thịt của tôi như thế à? Cứ ngồi đây và để anh ta chết như thế sao? Bình tĩnh lại. Tôi phải đi. Tôi không quan tâm là sau vụ này sẽ xảy ra cái gì. Saejima là người anh duy nhất mà tôi có trên cuộc đời này. Majima, Sam, anh đang tự ký cho bản thân mình án tử đấy. Im bồm, anh nghĩ tôi quan tâm đến chuyện đó à? Tôi đã sẵn sàng cho những gì phải đến rồi. Tôi đã chờ quá lâu cho khoảnh khắc sinh tử này rồi. Vậy cơ à? Vậy thì tôi nghĩ mình không có lựa chọn nào khác rồi. Các anh, Shibata. Anh làm tôi thất vọng. Shimano. Sếp à, mệnh lệnh là thứ tuyệt đối trong giới Yakuza. Ta nhận ra là người như anh không nhớ xong về điều đó nhỉ. Sếp, anh trai tôi, có chuyện gì đã xảy ra với Saejima vậy? Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi. Sếp à, Yakuza mà lạc lối thì chỉ có kết thúc ở dưới hố thôi. Sếp, sếp ơi, đừng có lo, bọn ta sẽ không giết anh đâu. Dù sao thì tất cả những người ở dưới cái nơi này thì họ đều khóc và cầu xin được chết. Không biết tại sao lại thế nữa. Sếp ơi, anh của em đang ở đâu ạ? Làm ơn nói cho em biết với. Sếp ơi,
lại một đêm gặp ác mộng nữa. Giờ chắc vẫn phải đi làm thôi, không có quá nhiều việc mình có thể giải quyết vào ngay lúc này. Anh buổi sáng tốt lành và cảm ơn anh lần nữa vì đã xử lý xong xuôi vụ giao dịch với Odyssey vào ngày hôm qua. Chỉ là công việc thôi mà, giờ tất cả đều phụ thuộc vào anh, hãy thúc đẩy nơi này lên nhé. Dù sao thì, sáng nay khi em vào làm, em thấy có thêm những cô gái đồng nghiệp khác đi làm cùng Nozomi đấy. Có người mới tới à, sao lại có chuyện đó? Dạ em cũng không rõ, nhưng những cô gái đó không cùng đẳng cấp với Nozomi. Bù lại thì họ có tài nghề và lượng khách ổn định. Nếu ta gặp may, thì khách hàng thân thiết của họ sẽ qua quán của ta để ăn chơi nhậu nhẹt. Sau cuộc giao dịch này, và cân nhắc về những gì chúng ta đã có được, thì em nghĩ cuộc giao dịch này là có lợi cho chúng ta. Vậy à, mừng là tôi đã không mất công lết xác tới chỗ đó. Tôi cũng phải nghĩ cách để bản thân mình trở nên hữu dụng cho nơi này chứ. Dù sao Nozomi cũng chỉ là tác động nhỏ. Nếu ta lấy thêm người nào từ họ thì ta đã tham lam quá rồi. Cuộc nói chuyện nhỏ giữa Yamagata với mình dường như rất ổn thỏa. Sự thật thì, mình mong được có thể tốt hơn bây giờ. Nơi này còn nhiều thứ để học hỏi và để biết thêm được một vài mánh khóe trong câu lạc bộ này, vậy nên cũng không có gì để lo lắng về chuyện đó ngay bây giờ. Giờ là khoảng thời gian tốt, để tôi đi lên lịch làm việc cho những người mới. Ừ phải. Điện thoại gọi anh, thưa anh Đừng, tôi có hỏi là ai gọi đến, thì ông ta nói là ông chủ. Tôi sẽ lo liệu chuyện đó. Sao đấy? Chào đằng ấy, con ông chăm chỉ, anh có thể cắt việc vào ra đây một lúc không? Sao? Cũng chả có gì to tát cả, chỉ là tôi muốn uống với anh một vài ly, chỉ tôi và anh thôi. Chuyện quỷ gì thế, ông định gài tôi à? Xin lỗi nhưng tôi thà uống nước tiểu của mình còn hơn là phải đi uống rượu cùng ông. Ha ha, đừng làm thế dù sao thì, cái thứ đó vị của nó ngon hơn anh nghĩ nhiều. Thôi nào, cái chỗ đó sẽ không xảy ra hỏa hoạn nếu như anh rời ngồi đấy để đi uống rượu với tôi một vài ly vào tối nay, đâu phải chứ. Tôi sẽ gặp anh ở công viên Asita, đừng để tôi đợi nhé. Ông chủ cần gặp tôi, không biết khi nào thì xong việc, vậy nên tôi sẽ để cái câu lạc bộ này cho các anh quản lý nhé. Nhưng thưa anh ạ, em hiểu rồi. Em sẽ đi thông báo với quản lý các tầng để họ nắm tình hình ạ. Cảm ơn anh. Công viên Ashitaba chỗ cổ điển dành cho một gã cổ hủ. Không biết có chuyện gì mà ông ta kéo mình đi nhậu muộn thế này. Mình nên qua đó xem sao.
Ông có thể nói cho tôi biết việc quái gì mà tôi cần phải tới đây thế? Đừng bận bừa thế chứ. Tôi mạo anh rồi. Tôi chỉ muốn uống với anh một chút thôi. Ngồi đi không hổ. Chúng ta uống rồi nói nhé. Ê, đầu bếp, hãy cho bạn tôi đây nằm luôn tại đây đi. Được. Thời gian là gì? Địa Phu Gu thì đánh giá 100.000, nhưng bò Matsuyaka thì đánh giá có 10.000 một lạng. Tôi đã thử hết tất cả chúng, nhưng nó vẫn không thể đánh bại được cụ trả giá 80 yên từ một cái xe đẩy thức ăn. Làm anh tự hỏi rằng tiền là cái quái gì cơ chứ? Ây xài, thôi nào, anh không uống nữa sao, xong đi đầu là thôi à. Rượu sake không có vị ngon khi ngồi cạnh những người như ông. Hết. Cũng đã được 2 năm kể từ khi tôi và anh gặp nhỉ. Cả một khoảng thời gian dài như thế mà anh vẫn quốc thần thế sao? Làm tôi tự hỏi mình rằng tại sao người anh tuyên thệ của tôi lại giữ để anh sống sót mà làm gì? Hê. Việc này chả có lý gì cả. Yakuza là người luôn phải sẵn sàng bất chấp phục vụ cấp trên. Hai trừ bị từ chối đó là nếu họ may mắn, xấu nhất thì họ còn biến mất khỏi phần tối mãi mãi, một cái chết chậm rãi từ từ. Tôi biết anh hồi trước đã gây tội, chính ra anh nên phải vào lịch sử của giới mới phải. Nhưng anh cứng rắn sống sót qua một năm bị tra tấn, cứ như một nhà vô địch, vậy nên Shimano mới chịu thả anh ra. Làm sao anh lại vượt qua được cái thứ đó thì là một điều bí ẩn. Nhưng tại sao ông ta lại mang một người trở về từ cõi chết thì lại là điều khó hiểu hơn nữa. Nhưng thả tự do và sự tha thứ là hai điều hoàn toàn khác nhau. Anh đã bị khai trừ mạng sống mà không có sự trục xuất thích hợp hoặc từ chối.
và giờ Shimano ném anh cho tôi, một người anh em kiếm. Anh ta đề nghị tôi xích anh lại như một con chó, bắt đi làm một công việc bình thường. Với loại người chỉ biết nói chuyện thẳng thừng hoặc bằng nắm đấm của mình, anh Shimano hẳn đã chọn cách lạ hơn xưa. Về cách xử lý anh thế nào, tôi vẫn không thể hiểu được điểm nào hết. Ai mà biết, tôi cũng rất muốn hỏi ông ta việc đó. Hay có thể chúng ta đã nghĩ quá nên thôi, các ông ta không thể chịu nổi cái người như anh nữa. Mặt không cảm xúc gì luôn, giống như một đống bùn vậy à. Có điều tôi muốn hỏi anh chút, tại sao anh lại muốn trở lại gia tộc tôi vô thế? Thứ ương ngạnh như anh đã ăn đủ sự trừng phạt của ông ta rồi mà. Thật sự, điều này khiến tôi phát nổ nổi mất. Có phải vì Taiga Saejima không? Người anh em từ hồi anh còn ở Tojo ấy, anh nói anh làm vì di nguyện của anh ta. Saejima 18 tiếng đếm. Tôi nhớ rằng vụ đó đình đám vào thời điểm đó. Một mình anh ta đã chiến đấu với nhà Ueno Sai Hoa Kẻ đã gây ra rắc rối cho gia tộc Tojo. Thật khó có thể tin rằng một mình anh ta đã nạn hết 18 người và bước ra khỏi đó mà vẫn còn sống. Anh ta cũng là một huyền thoại của gia tộc Tojo, sự vang danh đó còn lan tới cả Osaka. Giờ thì anh ta đã ngồi trong tù vì tội giết 18 người đó. Những gì còn lại là chờ một bản án tử dành cho bản thân. Còn anh thì lại cố lao đầu trở lại gia tộc Tojo vì di nguyện của anh ta. Chính phần đó làm tôi bị ném vào vòng lập. Anh tôi không phải loại người sẽ chết trong tù. Anh ta sẽ trở lại để giết chết tôi. Giết anh á? Không có gì, mà thôi quên đi, giờ việc đó chỉ là quá khứ thôi. Tôi sẽ chịu tất cả mọi thứ, kể cả những lần được mà, để được quay về gia tộc Tojo. Vậy là anh sẽ dành tất cả thời gian, cuộc sống của bản thân để chờ đợi người anh trai không thấy ngày về của mình sao? Quay trở lại gia tộc Tojo giúp anh có chỗ đứng trong gia tộc, sau đó là nhường một chỗ cho anh ta khi anh ta mãn hạn tù à. Ha ha ha, quả là một kế hoạch tinh quái đấy anh bạn. Đấy không phải là chuyện của ông. Tôi nói điều này cho anh nghe này, dù có ở các gia tộc thì anh trai Shimano luôn luôn đối xử với tôi rất tốt. Nhưng mà ông ta cũng không bao giờ vứt bỏ cả mạng sống của bản thân chỉ để cố gắng sống cho một người nào khác ngoài ông ta. Anh giờ cũng đã lớn rồi, đã đến lúc anh học cách tận hưởng cuộc sống của bản thân rồi đấy. Tôi biết anh không thuộc loại người thích nghe những chuyện này, nhưng những điều này xuất phát từ tất cả trái tim của tôi. Vậy nên tôi sẽ giúp anh theo đuổi nó, nói vào chuyện chính nhé. Anh có thể giết người không? Giết người? Ừ phải. Tôi đi giết người, nhưng vì cái gì? Anh hỏi bản thân anh đi. Có phải anh nói với tôi rằng bất cứ giá nào cũng sẽ trả để được trở lại, hay là suy nghĩ ấy thay đổi rồi? Vậy không phải là tôi cứ đưa ông 500 triệu yên thì ông sẽ cho tôi quay trở lại đó sao? Sao bằng cách cướp nội dung từ Odyssey à? Ông đã nghe thấy việc đó rồi à? Thật thú vị phải không? Chỉ cần một cú điện thoại, tôi cũng có thể biết được mọi hành tung của anh. Điều đó để làm cái quái gì thế? Để nhắc nhở anh rằng tôi còn đi xa hơn anh rất nhiều. Đầu tiên ông yêu cầu tôi đưa tiền cho ông, còn bây giờ thì ông đòi tôi giết người nữa sao? Cả hai thứ đó đều rất quan trọng với công việc và cho cả hai chúng ta. Ai là người tôi phải giết thế? Makoto Makimura nghe thấy cái tên đấy bao giờ chưa? Ai cơ? Không biết à, hắn điều hành một đường dây mại dâm đang trên đà nổi tiếng tại Kōten Bori này. Mại dâm sao? Bắt cóc các cô gái trẻ và các em sinh viên, chắc họ vào các nhà nghỉ để làm việc, rồi thu lợi nhuận.
tệ hơn là các cô gái. Nếu muốn thoát ra khỏi đấy phải chịu đòn roi rất thảm tệ, đến mức họ không thể còn khả năng sinh con. Đã có rất nhiều người làm ví dụ. May mắn cho cậu, thằng cha đấy là một thằng điểu, nên cậu sẽ không phải thấy ăn năn khi giết hắn. Tôi phải tìm hắn ta ở đâu? Tìm kiếm là một phần của công việc. Makimura bàn gái ở chỗ câu lạc bộ hàng phòng qua điện thoại đây sẽ là một mối mối để dẫn tới chỗ hắn ta. Vậy là tôi phải đến câu lạc bộ hẹn hò qua điện thoại và mua thông tin từ cô ta để gặp được Makimura. Anh có 2 ngày. Sau 2 ngày phải có kết quả cho tôi. Nếu chậm trễ thì anh sẽ là mục tiêu chứ không phải hắn. Anh hiểu chưa? Hứng khởi quá đi mất. Tôi để chi tiết thông tin ở đây cho anh nhé. Khi nào xong việc thì gọi vào số này. Được thôi. Majima Chan, kiểm tra lại một lần nữa nhé. Tội giết người, dù là ai phạm bao nhiêu không quan trọng. Giết một hoặc 18 người, là hắn hay là thằng mang cỡ, thì giết người vẫn là giết người. Khi mà anh kết thúc một mạng sống, thì cũng là kết thúc niềm hy vọng được trở lại bình thường của bản thân. Dù cho anh có đi trên phố hoặc trở dậy khỏi giường cũ của mình, thì anh sẽ không bao giờ trốn thoát được quá khứ đâu. Chỉ một hướng dẫn nhỏ từ một người làm Yakuza lâu năm hơn anh. Nếu anh có thể vào được giới mà không cần phải giết chóc, thì hãy cứ làm việc đó. Anh thực sự có khả năng loại bỏ một người hoàn toàn xa lạ để lấy lợi ích về cho bản thân mình không? Ông đừng gần tôi nữa. Yakuza mà còn không dám mất còn không biết sự có tương lai này gì. Tôi sẽ làm việc chết tiệt đó. Được rồi. Cảm ơn vì món ăn. Bếp trưởng, đây là phần thưởng của anh. Cứ uống tiếp đi, nếu anh muốn. Và cái món thịt viên ở đây ngon lắm. Đừng bỏ lỡ nó nhé. Tôi sẽ để anh với nó ở lại nhé. Makimura Makoto. Đây là cơ hội tốt để mình quay lại cuộc sống Yakuza. Mình vẫn còn thời gian, giờ mình không nên manh động sẽ hỏng hết xô chè. Mình sẽ bắt đầu vào ngày mai, mình phải chuẩn chỉ mới được, tối nay thì cứ về nhà ngủ cái đã. Nghỉ ngơi cho tới tận sáng. Mình sẽ kết thúc tên Makoto Makimura này. Bước 1 phải tìm hắn đã. Sagawa có một cô gái là bạn gái Makimura, đang làm ở câu lạc bộ hẹn hò qua điện thoại. Mình đoán là mình phải tới đó để tìm manh mối.
Xin chào quý khách, anh muốn thuê phòng trong bao nhiêu giờ vậy ạ? Cho tôi 2 tiếng. Cảm ơn anh ạ, giờ mời anh đi xuống cuối sảnh. Phòng của anh là phòng số 5 ạ. Ông ta nói với mình rằng Makoto Makimura thường hay chiêu dụ những cô gái tầm tuổi sinh viên, mong là mình sẽ gặp may khi tìm ra cô ta. Xin chào. Chào anh. Nghe giọng của đáng yêu quá, em đang làm gì nè? Bây giờ thì em đang nằm nhớ anh ạ. Ghen tị với em quá đi mất thôi, hôm nay em được nghỉ à? Dạ, do con em dỗ mãi nó mới ngủ. Nó ngủ rồi nên em cũng chả có việc gì làm. Vậy là em lên đây gọi điện tâm sự chút ạ. Một bà mẹ đơn thân có con à, nghe có vẻ không đúng thứ mình cần tìm cho lắm. Chắc là chả ai ăn mai ngay phát đầu rồi. Việc này sẽ mất thời gian đấy. Chín mươi phút sau. Xin chào. Chào anh ạ. Rất vui được làm quen với em. Anh tên là Goro, còn tên em là gì? Em à, tên là Akko. Akko chan à, nghe em nói thấy thất thiểu lắm. Hãy giữ tinh thần phấn chấn mình chứ. Sao phải thế? Hôm nay em mệt lắm. Rất lâu rồi em mới đến lớp để học tập. Nhưng vì bài học dài quá nên em đã cúp học rồi này. Cái gì lớp học sao? Có vẻ cô gái này đang học đại học. Ừ, thế em là sinh viên đại học à? Vâng, có chuyện gì ạ? Nhưng chắc gì cô ta làm cho Makoto Makimura phải đào sâu hơn thông tin về cô bé này mới được. Em có thường hay gọi điện thoại đến câu lạc bộ này thường xuyên không? Vâng, em thường gọi mà, vì em ghét sự buồn chán. Vậy nên em thường tìm những chàng trai muốn ra đường đi chơi để hẹn hò vui vẻ cùng họ ạ. Vậy anh đoán em thường là người thích hẹn hò gặp mặt? Không phải thường xuyên. Vậy điều gì để em quyết định gặp người ấy? Hầu như là vào lúc em cảm thấy đói ạ. Hóa ra em là người hâm mộ những bữa trưa miễn phí phải chứ? Thế là nếu bất cứ ai thanh toán bữa trưa cho em thì sẽ gặp được em có phải không nè? Em đâu có nói là bất cứ ai cũng sẽ như thế. À mà em vừa chợt nhớ ra việc này. Anh tên là Goro phải không ạ? Anh Goro, anh không có hình xăm nào trên người đấy chứ? Hình xăm á? Vâng, dạo gần đây em khá hứng thú với nó. Và nếu như anh nói anh có thì sao? Thật á? Anh có kể cho em nghe anh xăm hình gì được không? Tại sao em có vẻ nghiêm túc với vấn đề này thế? Em học để được trở thành họa sĩ. Em đang đi thu thập cảm hứng mà mọi người ra chỗ công cộng thì chả ai khoe hình xăm cả, anh hiểu chứ ạ? Vậy nên khi em gặp được một người mà có sở thích xăm mình thì em sẽ đi gặp người ấy để ngắm hình xăm đó. Tên hình xăm hàng nha. Đó là gì ạ? Anh có một hình xăm hai nha ở sau lưng. Nó tượng trưng cho một con nữ quỷ. Nếu cô ta hứng thú với các hình xăm, cô ta có thể không phải là sinh viên. Chắc cô ta có một mối liên kết gì đấy với tổ chức tội phạm. Mình đang tốn thời gian quá rồi. Mình nghĩ là mình nên đi thẳng vào vấn đề chính. Giờ anh có thể hỏi em một vài điều được không? Đó là gì ạ?
Em có quen người nào tên là Makoto Makimura không? Xin lỗi anh, em cướp máy đây. Chuẩn rồi. Chờ một chút. Chuyện gì nữa? Thực ra anh là một nhà báo tự do. Anh đang có hứng thú với một người tên là Makimura. Vậy nên sẽ rất tuyệt nếu anh được nói chuyện với một ai đó biết về anh ta. Em có biết gì về anh ta không? Nếu mà em biết thì chúng ta có thể hẹn hò nhau, gặp trực tiếp nói chuyện. Anh sẽ trả tiền em theo giờ được chứ? Anh hứa là anh không gây hại tới em và cả Makimura. Anh hứa nhé. Từ tận đáy lòng mình luôn. Được thôi, hãy gặp em ở cầu một cao nhé. Cầu một cao à? Được thôi. Anh mặc gì thế ạ? Người gầy và mát thẳng đen, tóc thì dài và búi tóc dưỡng đu nữa. Anh nổi bật lắm, đừng lo không nhận ra. Được rồi. Tuyệt vời, hãy gặp em ở cầu một cao nhé. Anh sẽ đợi em. Được rồi, hẹn gặp anh sau ạ. Được rồi. Mình đã kiếm được cô gái có liên đới tới Makimura, mình mong là cô ta sẽ xuất hiện. Mình đoán là đã đến lúc tới đó để xem sao rồi. Như vậy. Anh là quản lý của Gra, tên là Majima phải không? Là tôi đây. Anh đã tới Odyssey để tận hưởng vào tối qua phải không? Tôi đã nhìn thấy anh ở đó. Vây xung quanh anh là những cô gái đẹp suốt ngày. Vậy mà anh vẫn tới những chỗ câu lạc bộ này khi có thời gian đặt à? Anh thực sự biến thái đấy nhỉ? Nghe này, chỉ là việc làm ăn thôi. Này, không có việc gì phải giấu giếm hết. Mới sáng sớm mà đã thấy anh ở câu lạc bộ hẹn hò qua điện thoại thế này rồi. Anh sinh lý có vẻ khỏe đấy nhỉ? Tôi đoán đó là cách họ thấy. Nhưng khoan, câu chuyện của ông là sao thế? Tôi cũng thấy ông ở mọi quán rượu đó. Tôi đoán là ông cũng có việc ở tất cả chỗ đó nữa, phải chứ? Phải, có hiện cái một ngày đó là không đủ với tôi. Vậy tôi cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác hết cả ngày. Cái gì? Từ chỗ massage cho tới chỗ băm con heo, tới những nơi chả biết đấy là đâu. Và phải thật, ba lần một ngày vẫn không đủ cho ông à. Sinh lý ông cao đến ngưỡng nào vậy? Ha ha, tôi cũng được hỏi về điều đó rất nhiều. Sinh lý khỏe là danh tiếng của tôi, nhưng tôi cảm thấy anh và tôi cũng cùng một thuyền khách đấy. Cùng cái quỷ ấy mà, ông dừng tôi lại vì lý do gì? À thì, tôi cảm thấy chúng ta như chim cùng một tổ. Vậy tôi nghĩ chúng ta có thể trao đổi kinh nghiệm cho nha.
tôi mong ông có nhiều thông tin hơn. Vậy chuyện cô gái đáng yêu nhất ở trong thành phố này là ở đâu? Cô gái nào tốt nhất tại cửa hàng nào? Vài thông tin kiểu vậy. Tôi xin bỏ qua việc đó. Cảm ơn, tôi không khác. Thế à, vậy thì chán thật. Dù sao, có vài cô gái tiết đồ nóng bỏng gần đấy đấy. Nếu anh muốn đưa cô ta lên tìm, thì tôi sẽ ở đó và xem cùng. Chuyện gì cơ? Chúng ta đang nói gì thế? Anh đã để bộ phim đó ở nơi nào đó, tính đó phải chứ? Tôi nói đến mấy cái lồng mà họ chiếu lên ấy. À, hiểu rồi. Tôi đi qua mặt những cô gái đáng yêu trên phố, tôi sẽ có ghi chú lại về cô ta, kiểm tra xem cô ta có ra phim chưa. Chết tiệt, ông quả là thằng biến thái có thâm niên đấy nhỉ. Này, tôi biết anh cũng đang nghĩ điều tương tự. Vậy nên nếu anh thấy lọ mật ong nào, tôi sẽ để anh biết những chỗ tôi thích của tôi. Đi tới đó xem thử xem. Tôi sẽ tới đó, nếu tôi thấy thích thú với nó. Tôi thường hay ở một chỗ duy nhất ở thành phố. Đến tìm tôi nếu anh muốn cái gợi ý gì đó tươi mới hơn. Ờ, được thôi. Giờ mình sẽ phải đi tới cầu Igao để gặp ác cô. Mình nghĩ là khi nào mình tới đó, mình sẽ gặp phải con bé. Đây là nơi ác cô nói sẽ gặp mình. Mình sẽ đợi ở đây, mong rằng cô ta tới. Anh tên là Gudo phải chứ? Gudo-san. Em là ác cô phải không? Cảm ơn em đã đến đây. Anh biết ơn vì em dành thời gian cho anh thế này. Con bé nhìn có vẻ đang cẩn trọng. Nếu con bé không phồi thông tin ra thì mình tiêu mất. Phải tìm cách tạo bầu không khí cho con bé dễ phồi thông tin ra mới được. Chắc em chưa bao giờ gặp người nổi tiếng à? Chắc lớp hóa trang này không che đi được sự đẹp trai của anh. Anh đoán là mình không lừa được em rồi.
Em đừng có mà phát cuồng vì anh nhé. Nếu muốn được anh thì con ghi tắm cũng được. Nhưng điều này là bí mật giữa đôi ta thôi nhé. Chắc em đang suy nghĩ thái quá rồi. Một người ngốc nghếch như anh không thể là người đó được. Sao? Em đang nói về người đàn ông nào khác à? Không, em rất vui vì được hẹn hò cùng anh. Tên em là Akko. Được rồi, mang dạo đầu như thế là ổn rồi. Nếu giờ em không vội vàng thì ta đi làm một cốc trà nóng, rồi bàn chuyện liên quan với nhau nhé. Uống trà sao? Em đang đói lắm. Vậy thì đi ăn. Em thích ăn gì? Em muốn ăn sushi. Ăn sushi sinh viên các em giờ có khẩu vị tinh tế đấy. Vâng, phải tinh tế chứ. Đừng nói với em là anh không có đủ 50 nghìn trong túi. Để đi hẹn hò một ngày đầu tiên như thế thì cô cho em chắc chắn rằng người có công việc ổn định như anh thì phải có số tiền như thế trong túi đúng chứ. Tất nhiên là anh có. Anh phải chuẩn bị chứ. Bởi vì cả đời này anh chưa bao giờ mơ đến việc được hẹn hò với một cô em sinh viên. Thật à, cô Rosan có tiền, được quá ạ. Có vẻ mình không moi được thông tin bằng hình thức miễn phí rồi, nhưng đây là việc mình phải làm. Cái việc gì giải quyết được bằng tiền thì nên làm nó trước tiên. Được rồi, chúng ta đi ăn nào. Đi thôi ạ. Anh bị sao thế ạ? Kuro-san, anh thích sushi không? Sao? Em thích món đó lắm. Em thường gọi món uni và một kura. Ngon lắm ạ. Chúng ta đang chờ đợi gì thế ạ? Em đói lắm rồi đấy nhé. Sắp tới rồi, xin lỗi em. Anh dắt em đi dạo như thế này đang hay. Cho anh đi cùng em lâu thêm chút nữa nhé. Xin chào quý khách, món đầu tiên quý khách muốn gọi là gì ạ? Món đầu, hãy lấy cho tôi 10.000 yên thứ gì mà anh thấy ngon nhất. Lấy thêm cho tôi sashimi mà anh bắt được ngon nhất vào ngày hôm nay nữa. Và hãy đảm bảo có cả một kura và uni trong đấy rồi. Được thôi. Goro-san, anh không uống gì ạ? Về cơ bản, anh đang làm việc mà, anh không uống đâu. Anh thích nghe chuyện về em hơn Akko-chan à. Đối với sinh viên đại học, ở nhà là một thứ gì đó ăn mặn đúng chứ? Em có đến những nơi thế này thường xuyên không? Em đến thường xuyên, ít nhất một lần trong ngày. Mỗi ngày ư? Có vẻ các em sinh viên như em giờ có chỉ tiêu duy nhất nhỉ? Chỉ tiêu gì? Anh đang nói cái gì vậy? Vấn đề quan trọng nhất là em thích làm gì mà em muốn. Không có một chỉ tiêu nào ở đây cả. Thế đây không phải là công việc của em à? Vậy ai bảo em làm việc này thế? Có phải người đứng sau là Makimura không? Anh nghe bảo là tên đó tìm nữ của em sinh viên để tham gia vào những câu lạc bộ hẹn hò qua điện thoại. Sau đó tên đó bắt các em sinh viên làm những gì mà hắn chỉ định. Sao? Makoto không phải người như thế đâu ạ? Bọn em gặp mặt những chàng trai chỉ để có người đưa bọn em đi ăn, không có gì khác hơn. Và thứ hai, Makoto chưa bao giờ bắt bọn em đưa tiền cho anh ta. Khoan đã vậy là em không bán thứ ấy à Akko? Chắc chắn là không. Anh đừng nói là cuộc phỏng vấn này chỉ là giả dối. Và anh muốn làm chuyện gì khác ngoài phỏng vấn nhé? Nếu là như vậy thì dù anh có bỏ bao nhiêu tiền sushi ra thì em cũng không đi vào nhà nghỉ với anh đâu. Từ từ chờ đã, đấy chỉ là một suy nghĩ xa vời của anh thôi. Anh chỉ nói những cái gì mà bản thân nghe muốn được thôi mà. Anh đang có sự lựa chọn đúng đắn đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì anh chết chắc. Hở, ý em là sao thế? Đồ ăn của hai vị đến rồi. Đồ ăn đến rồi, em sẽ ăn thật ngon ạ.
Được rồi, mình đừng nên vượt lên trên bản thân. Con bé sẽ dễ nói chuyện hơn khi mà con bé đã no. お題はこちらになります。 ありがとうございました。 またよろしくお願いします。 Cảm ơn chủ quán. Cảm ơn chủ quán. Được rồi, sẵn sàng đi chưa? Được rồi, chúng ta đều đã no say cả rồi phải chứ? Bây giờ chúng ta tiếp tục cùng nói chuyện vừa nãy nhé. Em muốn đến chỗ kia ạ. À? Đi đâu nữa hả? Trung tâm trò chơi. Trung tâm trò chơi ý em là chỗ chơi điện tử ấy hả? Chả có gì ngoài máy móc ở đó. Em thích chơi những trò đấy à? Trò chơi giải trí không còn như trước nữa đâu. Ở đó có rất nhiều những con vật đáng yêu và những thứ khác nữa. Ở trung tâm giải trí có những con thú sao? Nó hoạt động như thế nào thế? Anh sẽ biết thôi. Khi nào anh tới đó, đi thôi nào. Thôi được rồi, chúng ta đi đến khu trung tâm giải trí nào. Đi thôi nào. Hả? Anh thường đi đâu thế ạ? Anh thường chỉ đi làm rồi đi về thôi. Hả anh, chỉ đi làm thôi à? Thế thì các cô gái sẽ bỏ đi mất đấy. Anh sẽ giữ lời khuyên đó trong ấp. Món sushi đã không quá bị mất. Đặc biệt là món một cua ra. Anh có nghĩ thế không anh Goro-san? Không biết nữa. Em là người gọi đó mà nhớ chứ. Em không tưởng được nó. Nó là thứ em thích nhất mà. Cảm ơn anh lần nữa nhé Goro-san. Thôi được rồi. Đừng có động vào em đồ biến thái. Anh nhìn xem kìa ở chỗ kia. Máy gấp thú bông, đây là cái gì thế? Anh phải sử dụng nút để di chuyển cái gấp, để gấp món đồ chơi đấy lên và thả nó xuống đúng cái lỗ kia. Nó tốn 100 yên sao, quả là ngu ngốc. Tại sao chúng ta không đi mua nó mà lại phải chơi cái trò này làm gì? Anh bị sao thế? Anh thắng ở đây thì còn vui hơn là mua cho nhanh. Không phải cứ có tiền là chuyện gì cũng giải quyết được, anh hiểu không? Dù sao thì em trả cho mà, anh là người điều khiển nó. Vì trò này em tệ lắm. Tại sao anh phải làm điều này chứ? Có phải anh muốn gây chuyện về Makoto không? Được rồi, anh sẽ làm chuyện này. Thank you.
Đây là con mà em muốn đúng chứ? Tuyệt vời, anh đỉnh quá. Dễ như ăn bánh thôi, giờ thì Makimura. Anh muốn đứng đây nói chuyện sao? Chúng ta hãy tìm một nơi nào đấy thật sự thoải mái để nói chuyện này đi. Em nói cũng đúng. Thế giờ chúng ta đi vậy nhé. Đi nhảy á? Anh chưa bao giờ thấy người con gái nào ăn nhiều đến mức còn như thế mà vẫn muốn đi nhảy. Em đã gọi điện tới lễ tân và đặt chúng ta một phòng VIP rồi. Em muốn xem có cái gì ở bên trong phòng VIP đó. Sao em lại có thời gian để làm chuyện đấy thế? Em quả biết cách môi tiền từ những chàng trai khác đấy nhỉ? Không được phàn nàn nữa. Bây giờ hãy đưa em đến đấy. Em sẽ nói anh tất cả những việc anh cần biết về Makoto. Tôi không thể từ chối được lời đề nghị này. Đi thế nào? Xe nghe ở phố Sô khu khu cho mình đảm bảo họ có yêu cầu về trang phục phù hợp. Nhưng chắc bộ cánh này cũng hợp thời trang rồi. Đi thôi nào. Anh chơi trò gấp thú chơi phết đấy vô đồ sàn. Em chưa bao giờ thấy có người nào gấp nhanh thế. Hát a hát a a tại trời cứu cho tao con mắt độc miệng đấy. Anh mà có thời gian, anh dọn sạch chỗ đó cho em xem. Anh nói thật chứ, lần tới chúng ta ra ngoài, em mang tay em ôm đầy gấu. Mỗi tay thôi à, mang cả vali đi mà đừng. Tao không muốn nói nhiều với mày nữa, thằng cận. Đây là địa bàn của tao, luôn là vậy. Giờ biến khỏi vỉa hè của tao con trai. Mày xe à, tao đã nhắm chỗ cầu này lâu rồi. Không quan tâm là ai nhà ở đây lúc trước, nó không có nghĩa là mày sở hữu nơi này. Nếu họ đánh nhau, họ sẽ phải chiếm cả cái cầu mất. Mình phải tới sàn nhảy nữa. Majima, anh đây rồi. Ông già Komeki, thấy ông vẫn săn cậu, chúng ta có thể trao đổi chiêu thức à? Không, chỉ là muốn ra ngoài xem buổi chiều mù, cảm nhận không khí thành phố hừng, nhìn anh có vẻ đang gặp rắc rối à? À thì tôi cần phải đi qua cây cầu này. Nhưng bọn du côn kia đang chắn đường kia. Nếu họ muốn đấm vỡ mặt nhau, đối với tôi thì cũng ổn thôi. Nhưng tôi mong họ nhanh lên tí. Đó là một nghi lễ theo kiểu của họ. Tôi đoán là chuyện này sẽ bạo lực lắm đấy. Nghi lễ, thấy ông biết anh ta à? Nhìn vào bộ trang phục của họ, tôi đoán họ đang tập luyện chiêu thức mới có tên là hip hop. Nhìn bọn trẻ giờ mặt đẹp quá. Bộ trang phục đó sinh ra là để giải quyết tranh chấp bằng cách nhẹ nhất.
nhảy để khẳng định sự thống trị sao? Họ là cái kiểu gì đấy? Kiểu con chim đen dự à hay gì? Chuyện quái gì liên quan với việc đánh nhau và nhảy nhót thế? Cứ nhìn đi ở đó, chống cái mắt lên, họ sắp bắt đầu rồi. Hãy nhìn họ trình diễn nhé. Ôi chà, đó là nhảy sao? Mình chưa bao giờ nhìn thấy kiểu nhảy sắc bén như vậy. Với thứ đó, mình có thể tạo nó để làm vài thứ. Nhìn có vẻ tao thắng rồi. Cái cầu này mãi mãi là sở hữu của đội Agassi. Được rồi, mày cứ giữ nó đi. Chỉ là vào lúc này thôi, chuyện này chưa hết đâu. Tao sẽ trở lại và thứ mày nhận về là máu. Ho ho, nhìn có vẻ cậu nhóc mặc áo đỏ đã thắng. Nhảy đẹp đấy chứ. Một cách hấp dẫn để thiết lại lập trật tự. Phải, cũng không tệ. Một màn trình diễn đường phố ổn đấy. Giả ngu à, Majima. Ý ông là sao? Nhìn họ nhảy, có phải trong anh đã lóe lên cái gì đó không? Nhìn vào mắt anh, tôi thấy sự đối khác trong đó. Ông có đôi mắt cú vò đấy, ừ thì đúng. Nhưng tôi cũng không biết nó có áp dụng được không nữa. Đó là điều kỳ diệu. Cuộc chiến của chúng ta cần phải được nâng cấp hơn rồi. Xin lỗi, nhưng tôi đang có việc chút. Tôi sẽ đi gặp ông khi mà tôi có thể. Nhưng sẽ mất thời gian đấy được chứ. Cứ một buổi hẹn với một em xinh tươi à. Anh cũng quả là một người đàn ông ghê gớm hết đấy nhỉ. Sao? Không phải kiểu đấy. Chỉ kêu anh thôi, nhưng tôi đã tìm thấy địa điểm ở công viên Ashikaba. Công viên được rồi. Nhớ đấy, tôi đợi ở đó. Ta cũng sẽ tiếp tục tập luyện chờ đến lúc đó. Tạm biệt. Đám đông này rã ra rồi, chúng ta đi đến chỗ sàn nhảy thôi trước khi có ai đó lại chắn đường. Đi nhé.
Xin chào anh, vé vào phòng VIP là 30.000 yên. Của anh đây. Cảm ơn anh, hãy tận hưởng thời gian tại Maharaja. Anh ngồi đây làm em cảm thấy mình như người nổi tiếng vậy. Nhưng dù có hai chúng ta ở đây thì chẳng lắm. Nơi này là phòng để tổ chức những buổi tiệc lớn. Vâng, nhưng em không có nhiều bạn để đi cùng như thế này. Em không có bạn Á, đừng có lừa anh. Không có nhiều cô gái ngoài kia thích những cô gái giặt vòm như em. Và nếu có thì bố mẹ của cô ta cũng toàn đá em ra khỏi nhà họ. Em có quen vài cô gái làm cùng nghề, nhưng mà chúng em không thể thân đến mức đi cùng nhau hoặc tổ chức những bữa tiệc cùng nhau. Vậy nên em phải dựa vào đàn ông để đi khách sạn ngủ qua đêm. Nhưng việc này quá nguy hiểm, anh đã nghe về chuyện. Và đó là lý do tại sao Makoto Makimura chăm sóc những cô gái như em không có chỗ nương tựa, giữ họ an toàn trên đường phố vào buổi tối à. Dù sao, có vài gà ở cái câu lạc bộ điện thoại đóng hạn rất xấu xa. Nếu mà chuyện đó xảy ra, thì bọn em sẽ gọi cho Makoto. Nếu anh ta đọc được tin thì anh ta sẽ đến và giải cứu cho bọn em bất kể vào thời gian nào. Phải. Em có nói với anh là Makimura là một người rất giỏi về chuyện đánh đấm. Giỏi là không diễn tả được hết về anh ta. Anh ta to lớn như cái cây, cơ bắp thiện như một con gấu. Nhưng người nhìn thấy anh ta xong, họ còn phải xin lỗi anh ta và bước ra ngoài cửa nhanh nhất có thể. Nghe có vẻ anh ta rất là văn đấy. Chúng ta đi nhảy thôi. Không phải phòng VIP là đủ rồi sao? Em đến sàn nhảy là để nhảy thuyết giả nhẽ hồi đây. À, lại còn không có rượu. Em còn trẻ cứ ra nhảy trước đi. Này bỏ ra. Cuối cùng thì tôi đã tìm ra cô. Tôi đã ở đây canh chừng cô và biết ngay cô sẽ quay lại đây. Cái gì? Anh muốn gì ở tôi? Đừng có nhìn nữa, tôi đã tìm hiểu ra và tôi nghĩ cô nợ tôi vào hôm đó. Cái lần mà cô dẫn tôi đi khách sạn hôm nay để trả tiền cho cô, không đến lúc chuẩn bị vào khách sạn thì cô gọi người đến đánh tôi ấy. Anh xứng đáng có những gì anh nhận được mà thôi. Đừng có nghĩ là tôi không nhìn thấy anh bỏ thuốc tài dâm vào trong nước của tôi. Anh thật là bị ở bỏ cái tay tôi ra. Thấy anh, người yêu cầu bắp của em hôm nay không ở đây à? Nếu mà em muốn gọi, thì gọi đến đây. Anh có mang thêm vài người bạn đến tiếp đại hắn vào đây. Anh đúng là đồ thối tha. Đang hòn mấy con bé. Chờ đã. Anh là ai? Vệ sĩ cho con bé này à? Anh biết à, tôi không biết cô ta là ai. Tôi chỉ nói rằng anh đang ngán đường tôi đấy. Là sao? Sang nhảy là nơi để nhảy ăn bạn à? Nếu mà anh muốn hẹn hò với một cô gái thì anh phải nhảy cho cô ta xem. Tôi sẽ chỉ cho anh làm thế nào. Bây giờ đi ra để cho tôi một chút không gian. Có vẻ như chúng ta gặp phải một thân thể còn chúng ta rồi. Được thôi, nếu anh muốn nhảy, tôi sẽ cùng các anh em của tôi nhảy cho anh xem. Tôi mong là anh thích hip hop bởi vì hôm nay anh phải quỳ dưới sàn nhảy. Tiếc, bây giờ tôi đã có cơ hội để nhảy điệu nhảy mà tôi đã nhìn thấy ở trên cầu vào tối nay. Được rồi, chúng ta ra ngoài.
Tao sẽ cứu mày. Vogel anh đỉnh quá. Lại thêm một ngày nữa như vậy trong cuộc sống. Nhưng anh nghĩ em nên thôi kiếm tiền từ họ đi. May là hôm nay có anh. Người đàn ông của em tên là Maki Muga cũng không thể lúc nào cũng ở bên em và giúp em an toàn được. Anh nghĩ vậy sao, nhưng mà Makoto rất gần chỗ em. Chỉ cần một cú điện thoại anh ta sẽ bay đến đây liền. Vậy sao? Anh ta có một địa điểm ở gần đây từ phía nam Shokubujo, có tên là Hokushi Kaikan. Vậy nếu anh muốn gặp được người đàn ông đứng phòng đó, thì anh tới phòng mạch của ông ta à? Vâng ạ. Makoto Makimura cuối cùng cũng tìm được hắn. Cảm ơn em rất nhiều, em đã giúp đỡ anh rất nhiều. Bây giờ anh sẽ đi phỏng vấn người đàn ông to bị đó đây. Được ạ, nhưng đừng có nói với anh ta là em nói điều này với anh nhé. Anh rất là tốt bụng nên em mới đặt cách cho anh. Thứ bí mật về Makoto là tuyệt mật. Đừng có lo, anh hiểu rồi. Em có vẻ rất tin vào ma khi người ta nghĩ. Vâng, thì nếu không có anh ta, em cũng chả biết giờ mình sẽ ra sao nữa. Không phải em phải đưa cho hắn một ít tiền sao, mà không ngờ có người nào mà tốt với những cô gái như thế. Không, anh ta không phải như vậy đâu ạ. Ở đâu trên Shoten Bori này, nếu anh có hỏi về Makoto là người thế nào, thì các cô gái đều nói đó là người cứu mạng họ. Những cô gái bị những kẻ đàn ông lừa lọc, những cô gái tự tử, những cô gái đã bước qua khỏi địa ngục của trần gian, tất cả các bọn họ đều được anh ta cứu mạng. Nghi ngờ một người tốt như thế, chắc anh đang cầu mong bị sét đánh vào đầu. Em nghĩ là có một việc này mà anh ta nhờ tất cả bọn em giúp đỡ. Giúp đỡ việc gì? Đấy là về việc tìm người có hình xăm con dơi trên tay. Nếu biết thì phải nói cho anh ta biết ngay. Người có hình xăm con dơi, đó là ai chứ? Em không biết bởi vì em cũng không rõ. Nhưng mà Makoto đã tìm anh ta rất lâu rồi. Makoto căn dặn các cô gái về việc này, nên chúng em đều hợp tác với nhau để tìm ra cả đó. Anh hiểu rồi, vậy đó là lý do em hỏi anh là có hình xăm dơi ở cánh tay hay không à? Chúng không cần chỉnh. Sử dụng các cô gái để tìm người đàn ông nào đó sao? Mà em xin lỗi, em phải đi rồi, em sắp muộn giờ rồi, em phải đi gặp một người khác. Em chào anh ạ. Người khác nữa, em có bao nhiêu cuộc vui vẻ trong một ngày vậy? Chào anh, hẹn gặp anh lần sau ạ. Nhớ về thăm bố mẹ đấy. Nếu em cảm thấy thích. Tốt mình đã biết được là Makoto Makimura đang ở đâu rồi. Nhưng điều này không đúng lắm nhỉ. Hắn ta không nghe có vẻ giống những gì Sagawa miêu tả.
Tại sao một gã cặn bã kiếm tiền trên thân xác các cô gái lại trở thành một vị thánh giúp đỡ cứu sống họ là sao? Và chuyện gì với cái hình xăm dơ đó? Không quan tâm, thánh hay cặn bã Makimura là thứ mình phải triệt hạ để hoàn thành công việc. Hắn hẳn ở Hokushi cai can ở Nam Sô Fukuto mình sẽ đến đó kết thúc công việc này. Ê coi. Hả? Ai đấy không? Anh là cái gà ở cầu một cao. Ngươi đã nhảy dứt khớp với thằng to con đó phải chứ? Vâng, con trai, ta cảm được việc đó. Hả? Sao anh lại bùng nổ lên thế giật cả mình? Trận chiến đó quá đỉnh mà. Vô, những bước nhảy đó đã làm tôi phấn khởi lắm. Tôi nghĩ đó là những điều nhảy tuyệt nhất mà Soten Bori này có. Nhưng còn kỹ năng của anh thì như con cô bày. Ồ, hóa ra là vì chuyện đó à. Nghe này, tôi chỉ là làm vài thứ tự nhiên lóe lên trong tâm trí thôi. Không có gì đáng quan tâm đến đâu. Anh đang nói cái quỷ gì thế hả? Nó như một tia sét đánh xuyên qua trời xanh vậy. Một tiếng kêu từ chúa. Anh phải tham gia vào tổ đội của tôi. Chúng tôi cần anh. Tổ đội? Phải, tổ đội Agassi. Nếu như anh tham gia vào, chúng ta sẽ là ông vua của Soten Boti. Không phải nghĩ. Agassi là tên của tổ đội và Agassi đặt tên của tôi. Vậy nên, phải đấy chào mừng lên thuyền. Chó điên. Anh điên à, tại sao tôi phải phí thời gian đi chơi bời với anh và bạn bè của anh làm gì thế? Đi tìm người khác đi. Tôi không nói đùa đồ ngu. Tôi và tổ đội của tôi, chúng tôi làm việc này biến thành thật. Tôi phát triển sức mình mỗi ngày. Chúng tôi sẽ kiểm soát thành phố này, sau đó là Nhật Bản, sau đó là thế giới. Ông cảm được tôi chứ? Thế à, nghe việc đấy. Và cậu định chiếm lấy thế giới này bằng cách nhảy trên đường phố như thế này thôi à? Hay, có rất nhiều kẻ tới Soten Bori này chơi bời. Những ông lớn trong giải trí hẳn cả ở đâu đó quanh đây mà phải chứ? Nếu như anh làm cho ông lớn để mắt, ai mà biết được sẽ ra sao tiếp theo phải chứ? Tôi nghĩ việc đó là không thể đâu. Có cả đống những kẻ như thế đến câu lạc bộ của tôi vào mỗi đêm. Còn hai cái cách tôi thấy, nếu tôi muốn mấy ông lớn để ý tới, tôi phải thắng tất cả mọi người trong thành phố này. Làm được việc đó, thì cái mông của tôi sẽ lết được lên TV hoàn toàn là điều có thể xảy ra. Thử, nghe cũng giống kế hoạch đấy và chính xác là làm việc đó bằng cách nào thế? Bởi tôi đã nhìn thấy anh nhảy trong lúc chiến đấu. Chó điên à, chúng ta chỉ cần những điệu nhảy điên rồ đó, thêm một tí nhạc nữa. Chúng ta sẽ đè bẹp mọi tổ đội tại Osaka này đấy. Tôi còn có một mớ điệu nhảy bệnh hoạn khác nữa cơ. Nếu anh học được những điệu nhảy đó từ tôi, anh sẽ là không thể ngăn cản đấy con trai à. Thật ra thì mình cũng chả quan tâm đến mấy cái vụ nhảy nhót cho lắm. Nhưng việc này nó sẽ giúp cho phong cách chiến đấu mới của mình được cải tiến. Và anh không cần phải trả lời vào ngay lúc này. Hãy nghĩ về việc đó đi. Chúng ta sẽ tập ở hẻm phía sau của hướng Tây Tô Phu Phu Châu nhé. Nếu anh muốn vào, anh phải tới gặp tôi. Được chứ?
rồi, phía Tây Sokokudo phải chứ. Tôi có thể sẽ ghé qua đấy, nhưng đừng hy vọng quá nhiều. Tôi tên là Majima, dù sao thì... Majima-san, được đấy, chúng tôi sẽ đợi anh ở đó. Anh phải tới đó nhé. Nó đây rồi, Makoto Matsumura hẳn phải ở trong này. Chỉ cần thử thắng là mình có thể quay lại với gia đình. Mày làm được mà không có gì để mà phải do dự cả. Mình đã phải nhục như một con chó trong suốt khoảng thời gian qua chỉ để chờ đợi một cơ hội như thế này. Mình sẽ không để những kẻ khác nhục mà nữa. Chính là lúc này đây, mình phải làm chuyện này. Chuẩn bị vào thôi. Được rồi, vào thôi nào. Đến rồi đây. Makimura, mày ra đây ngay. Không có ai ở đây sao? Thôi được. Quay lại sao vậy? Đây chắc là Makimura à. Bàn tay của chúa cái con khỉ. Có ai ở đây à? Anh là khách hàng ạ. Việc này kỳ quặc thật đấy. Xin lỗi, có ai ở đây không? Sao cô ta bị mù?
Mình lại lỡ quên đóng cửa khi mình đi ra ngoài rồi sao? Tới đây. Không không, anh không phải. Có trộm mọi người ơi, cứu tôi với. Không phải, tôi là khách hàng. Khách hàng. Buông ra. Nghe này. Ê, thôi nào, nghe tôi nói đã. Tên trộm chạy ra ngoài rồi. Bình tĩnh lại được không thế? Lúc đấy, anh ở đâu? Tôi vừa mới từ cửa bước vào. Xong tôi xông tới, tôi nhanh quá, tôi không kịp tránh đường nên tôi mới là người phải được sợ ở đây mới phải. Nhưng mà hôm nay chúng tôi làm gì có khách đặc lịch. Vậy à? Không, nghe này, tôi... Người tôi nói đau ê ẩm, tứ chi đã rời ra rồi. Tôi có một người bạn khuyên tôi đến nơi này vì ông chủ ở đây như một thầy phù thủy thực sự. Họ còn nói rằng ông ta có bàn tay của Chúa. Vậy nên tôi đến nơi này để thả lỏng bản thân. Này, cứu ổng chứ. Tôi xin lỗi, tại vừa nãy tôi sợ. Tôi xin lỗi. Ừ thôi không sao, giờ sếp cô đâu rồi? Không có ở đây à? Ông ấy đã ra ngoài từ sáng giờ vẫn chưa về. Tôi xin lỗi ạ. Sao cô cứ xin lỗi tôi thế? Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi quay lại sao vậy? Tôi thật sự xin lỗi anh ạ. Làm ơn đừng có khóc nữa mà. Chỗ đau của anh ở đâu ạ? Thở. Anh nói người anh đang bị rời rạc hết cả ra. Nếu anh muốn được chữa trị thì anh phải đặt lịch hẹn sớm hơn chứ. Ừ phải rồi. Thật ra thì tôi đã cảm thấy khá hơn rồi. Thôi tôi đi đây. Tôi biết ngay mà. Biết cái gì? Trộm bớ bà con ơi trộm. Tôi đã nói không phải. Tôi nói với cô rồi cơ mà. Trời ạ. Thôi được rồi. Vậy cô trị liệu cho tôi được không thế? Được chưa? Chứng minh rằng tôi không nói dối thấy thế nào. Trời, anh có phần cơ cứng quá. Có vẻ anh đã trải qua rất nhiều nỗi đau. Anh đã hoạt động thân thể quá mức. Tôi cũng không muốn soi mói. Nhưng mà anh làm công việc gì vậy ạ? Tôi làm công việc gì à? Tôi làm phục vụ cho quán rượu. Ồ, tôi hiểu. Chúng tôi cũng có nhiều khách hàng làm cùng nghề với anh lắm. Một công việc thực sự mệt mỏi đấy ạ. Chúng tôi vừa gặp một khách hàng vào vài ngày trước. Anh ấy làm ở câu lạc bộ G ra nổi tiếng Anh biết chứ. Anh ấy bảo ở đó như vùng chiến sự vì quản lý ở đó hoàn toàn mất kiến rồi. Thế cơ à? Ai mà dám? Họ nói rằng ở đó không dành cho kẻ lười, còn tôi thì thích mình chăm chỉ, vì nó sẽ cho tôi cơ hội để gặp gỡ những khách hàng mới thú vị hơn. Tôi thích hỏi khách hàng về công việc của họ hoặc về thành phố họ đang sống. Nghe họ nói về công việc của họ, tôi thích cảm nhận việc họ đã đi những đâu, cảm nhận những nỗi đau và áp lực mà họ đang có trong cơ thể là gì. Ồ,
Nếu mà mình cứ im lặng, thì cô ta cứ hỏi mình liên tục những câu hỏi. Đây cũng cơ hội của mình để hỏi cô ta một vài thông tin. Hãy kể cho tôi nghe về cô với một sở thích hoặc một cái gì đó chẳng hạn. Để xem nào, tôi thích đọc sách chữ nổi này, nhưng tôi thường thích nghe đài radio hơn. Radio sao? Bây giờ người ta thích xem TV hơn là nghe đài radio, nhưng mà đài radio cũng tuyệt vời, người mù sẽ cảm nhận thứ đó tốt hơn. Đúng là như vậy, nhưng mà tôi thường thích nói chuyện với khách hàng của mình hơn là việc nghe chỉ nghe từ một phía. Vậy nên anh có thể nói rằng sở thích của tôi là công việc mà tôi đang làm. Nếu cô thích nói chuyện như vậy, sao cô không đi làm gái tiếp rượu? Cái gì cơ? Tôi không biết gì về việc đấy hết. Việc đó tốt đấy. Thật mà, những chàng trai đến những nơi như thế chỉ là để tìm một cô gái nghe những tâm sự của họ về cuộc sống của bản thân. Điều quan trọng nhất của một người tiếp rượu là giỏi lắng nghe. Đó là điều quan trọng nhất mà họ cần phải có sao. Đúng vậy, tôi sẽ cân nhắc sự nghiệp cho cô. Nếu cô chán làm mất xa nghe rồi thì đợi tôi. Nhưng dù sao tôi cũng rất ghen tị khi tôi thích công việc bản thân đang làm. Anh không thích công việc của anh sao? Sếp của tôi kiểu cô biết đấy. Xin lỗi vì đã nghe phải điều đấy. Tôi đoán là tôi khá may mắn trong công việc. Người sếp của tôi vào lúc này đã giúp tôi thay đổi cuộc sống. Lý do duy nhất mà tôi làm công việc này là ở đây chả bao giờ thay đổi quản lý. Nghe có vẻ cô ta rất biết ơn ông sếp này. Tên này là cái dạng người gì vậy? Nếu mà mình cứ im lặng, thì cô ta cứ hỏi mình liên tục những câu hỏi. Đây cũng cơ hội của mình để hỏi cô ta một vài thông tin. Sếp của cô trông như thế nào? Sếp tôi có vẻ nhìn trông rất hung dữ. Bề ngoài hung dữ như thế nào? Anh ta khác biệt như thế nào? Anh sẽ không bao giờ tìm được một người có tâm hồn tử tế tốt bụng như anh ta đâu. Đáng sợ nhất là lúc mà anh ta quát tháo. Còn những chuyện khác thì anh ta có phải là kiểu người cưỡng đoạt hoặc là cái gì đó cũng vậy không? Cứng mặt sao? Thật ra thì anh ta rất khỏe. Khách hàng có đến massage khi áp su của anh ấy. Những tiếng động nghe cũng rất vui tai. Không ý, tôi là kiểu như tất cả các khách hàng đến đây đều không ai quay lại phàn nàn hay than phiền vì anh ta cả. Chắc hẳn là do bàn tay của chú đó. Anh ấy còn đến tận nhà khách hàng. Nếu mà khách hàng không đến được đây, anh ta là số một về uy tín, luôn luôn bảo đảm sức khỏe cho khách hàng. Tôi rất quý anh ấy, không phải bởi vì anh ta có kỹ năng, mà còn do anh ta có tình người. Thêm nữa là anh ta đã cứu tôi. Cứu cô sao? Dù sao thì anh ta cũng không đáng sợ đâu. Cơ bắp để làm ảnh thôi. Anh không thể đánh giá một quyển sách chỉ qua trang bìa được. Không tính đến biết tôi không nhìn được trang bìa của anh ta. Đây đừng có đùa kiểu tối tăm thế chứ. Nghe có vẻ như Makoto Makimura cũng cứu vớt cô gái này, cũng giống như Akko. Nghe có vẻ mình nên gặp trực tiếp gã này xem sao.
Thưa anh. Thử, sao? Tôi ngủ quên à. Chắc do anh bị kiệt sức. Bạch huyết của anh không lưu thông được nữa. Anh đã không ngủ nhiều ngày rồi, phải không ạ? Tôi đoán là không. Bây giờ tôi có thể mời anh xoay lại người được không ạ? Tôi sẽ mang gối ra cho anh gối. Mình đang làm cái chuyện gì ở đây thế này? À, sếp. Hả? Thật là tệ hại, tôi ăn xong thì quên mất cái ví ở nhà. Sếp anh luôn luôn quên mọi thứ. Cô đang làm cho ai à? Xin chào quý khách. Tôi có sang nghe không? Anh ta đến để đề nghị sếp trị liệu ạ. Công việc có vẻ rất khó khăn, người anh ta cứ cứng đơ cứng ngắc. Tôi đang thực tập bấm huyệt cho anh ta, và anh ta để tôi làm việc đó. Có phải không ạ? Ừ đúng. Vậy à, và công việc gì mà để người đàn ông này vượt qua khó khăn thế? Anh làm tôi hiếu kỳ đấy. Hả? Sếp à, đấy có phải tiếng kim tim không ạ? Thì tôi thấy mình thua lỗ khi để khách hàng phải chờ đợi tôi quá lâu. Tôi nghĩ tôi sẽ chọn giải pháp là chăm cú cho anh ta. Thật ạ? Anh thật may mắn đấy ạ. Thứ này anh ấy chỉ làm cho khách đến thường xuyên thôi. Với phương pháp trị liệu này của anh ta thì mọi vết thương đều lành lại. Hử, tiếng động gì thế nhỉ? Chết tiệt, tôi quên một thứ rất quan trọng rồi. Cô chạy ra ngoài và mua hộ tôi bao thuốc lá với. Cái gì? Tôi sao? Cô biết là tôi thường đốt lửa lên khi mà tôi hoàn thành công việc mà phải không? Hãy làm một con búp bê và đi lấy cho tôi bao thuốc đi. Vâng, nhưng nó sẽ tốn thời gian hơn nếu là tôi đi mua đấy. Không vấn đề gì, tôi cũng phải tìm thấy điểm đau của khách hàng đây. Tôi sẽ tận hưởng việc này. Vậy tôi đi đây. Cẩn thận nhé. Cầm con dao của mình lên đi, thằng một mắt. Có vẻ anh đã khá quen với tình huống này rồi nhỉ? Phải chứ Makoto Makimura-san. Và anh nghe thấy cái tên đó ở đâu? Không phải là việc của anh. Chỉ cần gọi điện cho các cô gái và điều tra thì tên có ngay. Con chó trinh thám của thị trấn này à? Nói chuyện đó mà anh vẫn bình thản vậy. Tôi không biết anh có phải là sát thủ từ gia đình Omi hay đại loại thế, nhưng chưa thằng sát thủ nào đủ tự tin để bước vào quán tôi mà không run sợ trước tôi đâu. Hả? Bây giờ tôi có một cái lời đề nghị cho anh hãy quay đầu trong im lặng và tôi sẽ để anh đi ra khỏi đây. Không có hứng thú à? Vậy thì bàn tay của chúa sẽ phục vụ hết tất cả các dịch vụ cho anh xem. Hãy sẵn sàng với thằng kia. Let's go.
ngửi thấy mùi vị bạc này. Ăn vào thằng này khá quá nhờ. Anh vừa đóng tội mộng được người khỏe gấp hai lần bác tiểu phu, nhưng không phải vì thế mà. Anh là ai? Và anh muốn cái gì? Tôi cũng muốn hỏi anh như vậy. Chúng tôi có sang ngang không? Hơn vậy, hóa ra cậu chỉ là thằng nhóc du côn thôi à. Gọi đủ bạn gái của cậu tới tận đây để giúp đỡ và để lo những chuyện còn lại à. Ông bị điên à. Bọn này không phải là bạn gái của ông à. Thấy họ từ đâu tới thế? Chắc giờ chúng tôi đến không đúng lúc. Ông là chủ ở nơi này. Quen hai ly phải chứ? Makoto Makimura đang ở đâu? Cái gì? Ông tên là Ly sao? Các anh đang nói chuyện gì thế? Tôi là Makoto Makimura đây. Hả? Tại sao anh cứ sỏ mũi chúng tôi như thế hả? Điều đó cũng đưa anh đi xa đấy, nhưng chúng tôi không tin đâu. Khoan đã, sao cơ? Sếp ơi, tôi mua thuốc về rồi này. Hử, sếp ơi. Quá gì cơ? Căn thời gian chính xác đấy. Chào mừng Makoto Makimura đang quay trở lại. À, có phải các anh là khách hàng không ạ? Các anh, bắt lấy cô ta vào liền thôi. Chạy đi, Makoto. Sếp ơi, có chuyện gì vậy ạ? Makoto, hãy cứ chạy đi. Chạy ra khỏi nơi này. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh đang ở đâu vậy sếp? Makimura là cô ta. Anh cứ nằm đấy đi, anh bạn. Làm việc đi, các anh còn đến đây làm gì thế? Các anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra. Đi đi, mang cô ta ra khỏi đây. Chết tuyệt thật, chuyện quái gì xảy ra ở đây thế này? Giờ đã thằng gầy, mày nghĩ là mày đang đi đâu thế hả? Cô gái đó là Makoto Makimura à? Thì sao? Mày có ý định gì? À mà mày là thằng quái nào thế? Cô ta là mục tiêu của tôi, tôi không thể để lộ khốn cách như thế này được. Lúc cái lời nói đấy lại đi, thằng trẻ trâu. Mà cũng chả quan trọng nữa, mày cũng sẽ được chết. Hãy cứu cô ta. Giữ cô ta tránh xa bọn họ. Sao anh? Anh là người duy nhất có thể làm việc này. Nhanh lên đi.
Tao nói là nằm yên cơ mà thằng cốn. Mọi thứ rối tung lên rồi. Việc này thật điên rồ. Đau lắm đấy, nhưng mà kệ mày nó. Hai đứa chúng mày sẽ được nổi ở trên phòng Sotenbori vào tối nay. Mong mày đã viết di trúc rồi à. Các anh đâu, viết nó đi. Họ mang cô ta đi đường nào nhỉ? Kia rồi, mình không biết trò chơi của họ cái kết là gì, nhưng cứu cô ta ra khỏi họ là điều trước mắt. Chúng mày sẽ không đi xa được đâu. Cô ta đang hay. Mày là ai? Lượm đi cho phát mắt. Tôi không biết các anh là ai, nhưng tôi có việc với cô gái đó. Cô ta đi với tôi. Tức thật. Sao cũng được. Giết thằng mặt mắt này đi. Cứu ổng chứ, đứng lên được không? Giọng nói này là giọng của cái anh lúc nãy tôi massage cho à. Làm ơn hãy nói cho cô nghe chuyện gì đang xảy ra vậy. Nghe này, mày không mang được người con gái đấy đi được khỏi xứ này đâu. Người của tao đang tới rồi. Xin tốt quá nhỉ. Tôi sẽ giải thích sau. Ra khỏi đây đã. Chuyện gì vậy? Đừng có nói gì nữa. Anh ơi. Cái chuyện gì vậy? Cái anh ổn chứ? Được rồi. Đứa con gái ở gần thôi, tìm cô ta ngay bây giờ và gọi thêm phi viện tới. Rõ. Tối nay có vẻ chuyện nó nhỉ. Sẽ vẫn còn rất nhiều người đang lùng sục ở cái phòng mạch đó. Tốt nhất là dẫn cô ta đi về hướng bắc qua phố Sotenbori mà không để lũ chết tiệt đó phát hiện ra. Chúng ta đi nhé, bám sát vào. Ơ,
chuyện gì vậy? Làm ơn nói cho em biết với người hỏi. Như nào? Giờ an toàn chưa? Rồi. Nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra thế này? Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Giờ chúng ta phải trốn khỏi họ đã. Ê, ở xa thôi, nguy hiểm lắm. Được rồi. Đằng này. Bỏ miệng rồi. Ông chủ của tôi có ổn không ạ? À? Giờ lo cho cái bản thân của ấy. Ê, ở sau tôi thôi, nguy hiểm lắm. Được rồi. Đúng là cái nhọt ở con ma. Đi thôi, bạn bước vào. Ê, ở sau tôi thôi, nguy hiểm lắm. Được rồi. Thôi bám sát vào. Được rồi. Xin lỗi, nhưng anh là ai thế? Câu chuyện đời tôi có thể đợi. Anh rời họ thấy ta rồi. Đi thôi, bám sát vào. Trời ạ, đúng là cái mặt ở mông.
Chúng ta đi thôi. Đi thôi, bám sát vào. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thế này? Nói ít thôi, không nói đã kể mọi ra đấy. Vâng ạ. Ây sời, họ thấy ta rồi. Đi thôi, bám sát vào. Chúng ta còn phải đi bao xa nữa? Không xa đâu, nói nhiều quá là cắn tại lưỡi đấy. Trước thật không có đường nào để vượt qua mấy gã này. Được rồi, xếp hàng ra đây. Chưa, chúng ta an toàn như thế. Chưa được, chúng ta còn xa nơi an toàn rất là nhiều. Khi nào bước nhanh, hãy chân lên. Chúng ta đi thôi. Ây sời, họ thấy ta rồi. Vào.
Ê, chúng ta còn phải đi xa không? Không xa đâu, nói nhiều quá là cũng phải lùi đấy. Đường này không đi được rồi. Đường này xuống dưới bậc thang này. Bậc thang sao? Từ từ chờ đã. Không có thời gian đâu, bám tôi chặt vào. Chúng ta đi nào. Có chuyện gì sao? Im một chút đi. Được rồi. Chúng ta sẽ đi cắt qua đây, họ sẽ bị mất dấu chúng ta. Mày đúng là nhập ở mông tao gầy. À giờ để chuyện này kết thúc thì mày đưa Marco tôi đây. Chết tiệt, mày mới là đứa không chịu bỏ cuộc mới cần ý. Cô ở nguyên đó nhé. Khoan được rồi. Makoto, chàng cô cứ đi thoải mái đi. Chúng tôi cũng bắt kịp cô sớm thôi ấy mà. Còn mày, tao dám chắc chắn sẽ giúp mày ở đây. Rồi tao sẽ mang cô gái bé bỏng đó đi. それからゆっくりとマコトちゃん捕まえて連れて行かせてもらう。 Các anh là ai? Tại sao lại truy đuổi cô gái này? Anh không mình đang dính líu vào chuyện gì đâu. Là sao hả? Anh chả biết cái gì cả. Anh không cô ta đánh giá như thế nào đâu. Anh là một thằng ngu, anh không biết bản thân đang dính líu vào việc gì đâu. Ê đường, tao cần câu trả lời.
Chúng ta đi thế là đủ xa rồi. Cứu ổng chứ. Này, sao lại? Tôi sợ quá. Sao lại thế? Thật sự rất đáng sợ. Tôi đã vô cùng sợ hãi. Ổn rồi mà. Bây giờ mọi việc ổn rồi. Vậy còn ông chủ thì sao? Đừng lo, ông ta cũng thoát được khỏi đó. Tôi sẽ sớm được gặp mặt ông ta. Thật chứ? Ừ. Tại sao chuyện này lại xảy ra vậy?始まりはアジア最大の陥落街カムロ町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた堂島組若衆桐生一馬は育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける。桐生を嵌めたのは風間に次ぐ組の幹部堂島組若頭補佐 久世健能会会長久世大作。その最終的な狙いは殻の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡む神室町再開発計画にとって欠くことのできない殻の一坪。そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦にある一人の男が桐生を巻き込んでいく。 立花不動産社長、立花哲。その背後に隠された風間の意志が桐生の運命を大きく変えようとしていた。